Lấy rổ mà hai làm gì đó hả? Cái rổ có gì đâu có hỏi mà hai chưa, bữa nay con được ăn món gì? À, bữa nay mình ăn món bí non nữa ha. Bí non làm gì chị? Nấu canh. Nấu canh. À, nấu canh. Bữa nay mình ăn bí với món mặn là gì ta? Cá chẽm kho. Cá chẽm kho. Cá chẽm kho hả? Cá chẽm rẻ mà. 100 ngàn ký à. Rẻ quá ha. À, Quang Sơn chào cả nhà nghe. Bữa nay mình sẽ ăn món bí non với cá chẽm. À, cái này nãy chị nói là kho tôm hả? Nấu canh tôm. Thứ hai chơi với cái rổ hả con? Dạ. Dạ hả? Dạ. Giỏi quá. Dạ hả? À, bữa nay thì cả nhà mình đã chích ngừa xong bà con ha. À, má năm thì chích 2 ngày trước. À, má năm khỏe ha. Còn anh Bảo chị Thẩm thì chích 3 ngày trước, cũng khỏe rồi. Bữa nay thì cả nhà mình là chị Sơn Ca, Xuyến, anh Yên với em cũng vừa chích xong. À, nên là bây giờ mình ăn nhẹ nhẹ thôi. À, mình không có dám ăn cái gì đó nó khó tiêu, sợ là cái cơ thể mình nó chưa quen á. Mình sợ cũng không dám ăn mấy cái món bánh ăn vặt. À, ráng kỹ trong 2 ngày nay ha. Giờ nấu cơm ăn đi. Nhà bữa còn có 2 trái nữa hả mẹ? Bí nè. 2 trái nè Sơn. Ừ, ở bên kia còn trái bí non mà nó bữa nào thấy chị bữa con thấy còn cỡ cầm tay chứ đâu có bự. Dạ hả? Vậy là hôm nay là mình qua được buổi tiêm đầu tiên, cũng mừng cả nhà ha, và hàng xóm mình cũng được tiêm rồi. À, thì trong vòng 1 đến 2 tuần nữa thì cả huyện Cần Đước và các khu vực lân cận cũng được tiêm xong giai đoạn 1. Ủa thì chị sao chị đi lại vậy? Cái gì? Sáng á đo nhiệt độ chị cao. À, đúng rồi, thấy chị đi trước mà sao cuối cùng giữ lại. Ừ. Mà đi vô cái đo nhiệt độ á chị bị 38 độ mấy rồi. Hồi hộp hả? Không. Chị mang 2 khẩu trang. À. Rồi, kỹ quá. Mang cái mặt nạ nữa. À. Cái chú nó kêu cởi đồ ra hết đi. Vậy. Áo khoác con cởi ra rồi. À. Cái chú kia kêu cởi đồ ra hết đi, đặng cho nó khoảng khoác đó, cái chú kia ghẹo người ta cởi ra. Ta cởi ra thiệt rồi la làng. Cũng còn thông minh ha. Anh Yên nói cổ còn thông minh chừa lại một chút kìa. Giờ Yên lại chào chị. Nói không ngần nữa, cởi ra hết đi, đứng tục hết. Chân Hà. Rồi bữa nay Sơn Hà là bắt đầu ngày đầu tiên bị thôi bú nha. Bây giờ ảnh còn chưa biết đâu. Tối nay mới quậy. Trưa nữa hả? Ngủ trưa nè. Trưa nay chắc nhờ bà nội cho 2-3 câu vọng cổ hay là cái gì ta? Sông quê ha. Có một dòng sông. Bữa nay có 2 dòng sông phải không? Sơn Hồng vẽ gì vậy con? Dạ con đang vẽ tận cùng vũ trụ và hạ trời. Tận cùng vũ trụ là ở đâu vậy? Dạ ở ngoài khoảng không. Không nữa là con cứ tưởng là vũ trụ vô hạn chứ vũ trụ có hạn ha. Dạ không, vũ trụ có rìa nữa. Có rìa vũ trụ nữa hả? Dạ. Sao ba biết đâu biết đâu ta? Ba đâu biết rìa vũ trụ đâu. Tại vì ba không có nghiên cứu khoa học. Còn con nghiên cứu hôm nay phải không? Dạ. Nghiên cứu hồi xưa luôn phải không? Dạ. Chào xin không. Bữa nay nhớ uống nhiều nước nha chị, bí xíu. Uống nhiều nước vô. Xíu người ta cắt cộng hành đi, đi cắt cộng hành á. Sơn Hà, không phá gì đó. Hôm nay hành không có mua ăn, tỉa nữa, thấy không hết rồi. Còn chọn ít cái để trồng lại. Vậy là 2-3 bữa sau mình khỏe lại bắt đầu cái mình sẽ qua trồng rau trở lại cả nhà mình ha. Tại vì cả xóm á, được chích ngừa giai đoạn 1 hết rồi. Thì mình cũng yên tâm, đương nhiên là ai vẫn phải giữ khoảng cách nha, vẫn 5K nha. Rồi phải rất là kỹ, phải chích 2 mũi mới được, mới chắc chắn. À, nhưng mà mình cũng phải chăm sóc vườn rau chứ. Chứ ở nhà hoài đâu ai bán rau cho mình ăn đâu. Rồi xíu này thấy ra ngò hành hả? À, để anh ra anh coi cái vườn của mẹ còn cọng nào không. Nhớ đừng đeo khẩu trang nghe em. Ừ, nó hay giấc bí đi. Cá đi. Chiều đó còn mấy tổng mà trồng lại. Chờ cho mẹ trồng lại nghe. Chúc mai nha.
Gì vậy? Không chịu. Không chịu sao má hai nó ăn? Hai lấy nè. Ông này cũng trứng lắm nè, đó đó. Đó nay có đầu trứng rồi đó. Trời ơi, hai nói chân Hà dễ thương đâu. Đội đồ chơi cũng số 1 luôn á. Má hai lấy đựng đồ ha. Ha. Ẩm thì cho chứ lấy đồ chơi là không cho nghe. Ẩm thì cho. Ừ. Lấy đồ chơi là không được. Đợi má hai. cái chân đi trước. Ừ. Giỡn chân lên. Rồi, chị Sơn Ca đi rửa đó ha. À, hôm nay thì mình hy vọng là mình sẽ ít có bị sốt, thì mình cũng chuẩn bị thuốc sốt rồi, thuốc hạ sốt với lại uống nhiều nước cả nhà ha. Dạ, còi xuyến đang cắt mấy cọng hành của mẹ, mấy hôm nay không có chăm sóc luôn, không dám ra đường luôn. À, mình trước khi đi á tiếp tục khẩu trang, nãy kỹ lắm đeo tới hai cái luôn. Nhưng mà bà con mình trong đó giữ khoảng cách rất là tốt ha, cái chương trình chích ngừa đó giữ khoảng cách rất là an toàn, rồi làm cũng chuyên nghiệp lắm. Hôm nay còn ít vậy hai em? Dạ. Hôm nay không có chăm sóc. À, bà con lúc này đi chích ngừa về nè, tại vì bình thường không có được ra đường đâu. Cả nhà mình thấy không? Hai người đi chung một xe nè. Đó là đi chích ngừa đó, chứ đâu có được đi ra ngoài đâu. Ở chợ hôm nay người ta vẫn phong tỏa đó em. Dạ, người ta không bán. Không có bán gì hết. Mình không có, nên mình đưa ra hái rồi. Chờ anh chút nha. Dạ. Ăn hết rồi không kịp lên luôn à. Cái nhà thấy không, hôm nay mình không có đi chợ nè, nhà có gì ăn đó ha. Mấy cọng hành của mình nó không có được sung. Thứ nhất là do đất, thứ hai nữa mình không có chăm sóc bón phân nhiều á. Nó không có sung mà nó hơi nhỏ con. Mà nghe ở nhà mẹ chị Sơn Ca nói nó thơm. Mấy cái lưu cũng có lý quá ha. Cả nhà thấy không, đây là cái máy nước á. À, nó bằng sành sứ nè. Cái này là cái miệng của nó nè. Khi mà nó bị lâu năm rồi đó, cái nó sẽ không có giữ nước được. Cái mình phải cắt ngang ra. Ở dưới cái miệng này thì mình sẽ trồng được những cái rau. Còn những cái đáy của cái này á thì mẹ để trồng. Cái này gọi là cần nước ha em. Ừ, tại vì nó giữ nước lại được. Chứ trồng mấy cái sen súng nè. Tại vì cái này nó phải sử dụng nước. Mấy cọng này chỉ là rau thơm thôi, tại vì mình xài ít á, chứ còn rau ăn á thì phải trồng ở ngoài kia kìa, nó mới rộng. Rau thơm này kia nữa. Mấy cọng này nó nhỏ nhưng mà thơm vậy lắm á em. Ngò gai. Ừ. Mình chỉ ăn lá thôi, mình đâu có ăn được bông hả em? Ôi, lá xương sâm của mình lên sung quá nè. À, hôm nay không có ra ngoài sân luôn cả nhà ha, cho cả nhà coi nè, vậy xương sâm của em nó bò ra ngoài luôn nè, quá trời luôn. Bữa hàng xóm qua xin hái thằng kia nữa. Còn đây là dễ mướp. Rất là nó mọc mọc theo cái đường nước chảy nè. Nó rất là sung. Nhưng mà sao không có trái. Bông quá trời luôn. Không có trái mà bông thôi. Nó sung quá trời luôn mà không thấy trái. Để sắp có trái đó. Vậy hả? Nó leo lên tới cái miếng chồi lá nè. Em thấy nó... có cái trái kìa. Có không? Đây nhỏ xíu rồi. Nếu mà có trái thì mình vui, bốc mình leo lên nóc nhà mình hái luôn. Dạ. À, cả nhà thấy cái này là phía sau có trời lá ha. Nó leo tuốt ra, sung quá trời luôn. Ha. Có mấy con ăn bầu thụ phấn nè. Dạ. Em thấy có trái nhỏ. Ừ. Bà con đi giết người vậy. Ừ. Rồi mình vô ha. Dạ. À, chị Thủy nó kêu anh Yên có khách. Anh Yên ơi, anh Yên ơi, có khách anh Yên ơi. Chị chờ xíu. À, mình ra đóng cửa đi ha, đang mình giữ khoảng cách. Bữa nay anh Yên chỉ tiếp khách quen thôi, tại vì cửa hàng nó đang đóng cửa rồi. Chắc ăn gì? Dạ. Trơn dữ lắm anh Yên, coi chừng té. Ở trước sân trơn lắm nghe mẹ, ngay cửa ra vô không biết sao mà trơn dữ vậy. Chút xíu nó để con dội nó, để té. Trơn. Giống xà bông quá vậy. Không,
Dạ. Ơi, sáng hai chuẩn bị ngủ hả? Ừ. Leo vẫn toàn ten cái nội phải không? Giơ tay ba đi. Giơ tay giỏi. Giơ tay giỏi, giỏi. Giỏi nè. Giơ tay rồi. Giỏi, giỏi. Thôi ngủ đi con. Nãy giờ cả nhà đi chích ngừa bỏ lại nó vậy với nội á. Có quậy không? Không. Thằng ngoan mà. Dạ. À, do coi chị sân ca với Xuyến nấu ăn nha. Nãy là cá này là cá chẽm không? Cá chẽm này đợt trước á, em mua mấy con ăn hết rồi, cái bữa hôm qua chị hàng xóm ra bán tiếp. Cái này họ nuôi ở trong cái vuông tôm á, nuôi cũng không có nhiều thì bắt từ từ để bán. Nay người ta không có đem chợ bán được hết ơi. Dạ. Bán ở sớm. Là bán ở sớm ăn. Con cá này rẻ lắm cả nhà ha, có 100.000 ký à. Hồi xưa nó mắc tiền. Cá lớn lúc đó là nhà giàu mới ăn. Nhà nghèo thì như nhà mình á, ăn cá nhỏ mà cá không thỉnh, cá rô, cá sặc. Thì bây giờ ngược lại cả nhà ha, cá chẽm này là rẻ nhất rồi nè. Còn bây giờ cá như cá lòng tông nó lại mắc tiền đó, cá không thỉnh à, mắc tiền lắm á. Giống như tôm thiên nhiên nó cũng mắc. Tôm nuôi nó có, ví dụ như tôm nuôi mà khô có mấy trăm ngàn, còn tôm thiên nhiên nó tại hơn triệu mắc lắm. Cái này là bây giờ mình nấu trên này này luôn hả chị? Ừ, nấu canh lên đó, nấu tôm. Này chị pha màu, nước màu, từ đường ha. Công nhận trong này nóng quá ha. Phải bỏ xuống vậy sao khét hả? Xài hành nhiều với nhau em, chị? Cá với lại căn á. À cả hai luôn. Tại, tại vì anh sợ nhiều quá khi Sơn Hùng ăn nó đời bốc ra. Bữa nay bên chị mấy nhỏ ăn cái gì? Chị bữa nay gà hầm xả. Dạ, mấy đứa nhỏ thích món gà hả? Ừ. Bữa nay ăn đi hầm dùm món đó. Mình ăn cá với rau đơn giản nghe sẽ tốt hơn ha. Này kho nước mắm với không muối thôi chị. Ừ, kho nước mắm nè. Chút để đổ nước vô kho. Cái con cá này á, kho mặn mặn em thích. Chứ mà kho lạc á nó ăn ngán lắm. Lạc là mình không hốt hết trơn. Hồi xưa nó mắc tiền á, lúc đó mình chưng ha, chưng tương rồi mình làm đủ món ha. Nhưng mà bây giờ cá này nó cũng thường mà nó không có quý. Hồi đó người ta đám tiệc người ta tiện đãi á. Dạ. À, đúng rồi, hồi xưa nghe cá chẽm đám tiệc cá chẽm hấp. Cá chẽm chưng. Cá chẽm nấu lẩu, giờ là cá này rất là thường rồi. Một con 1,5 ký, con 150.000 à. Ừ, cũng rẻ ha. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Như vậy vô đây rồi đi. Ừ. Rồi, này nấu với tôm thì ngọt vậy lắm. Người ta nói rau tôm nấu với ruột bầu, con này mình nguyên con tôm luôn, mình nấu nấu với bí. Ngon. À, bữa nay cả nhà mình lại ăn được ăn món nhà quê nha. Tôm này của mấy cậu ở ở bên ngoại, gần xóm ngoại á, bắt được xong rồi mang qua. Còn cá này thì của hàng xóm mình ha. Còn này là bí nhà trồng nè. Đỡ tốn tiền quá ha. Nay đây ăn toàn bí non không à, không chờ nó lớn nổi. Đợt này phải chuẩn bị trồng lại vườn rau chứ không là không có đủ rau ăn. Đợt này mới ra vườn được á. Bữa rồi rau nhiều lắm em, nhưng mà mình ăn không kịp. Nhưng mà ăn xong đợt đó lại không có kịp trồng ấy. Ừ, không kịp trồng lại. Hồi này mưa gió cũng thất thường quá. Rồi, bữa nay mình đơn giản hai món ha. Nãy giờ chích rồi có sao không? Vậy. Chưa. Chưa có dấu hiệu phải không? Chưa. Có gì rụt rịch là phải uống hạ sốt lại nghe. Kỹ kỹ chứ để nó sốt lên nó hành để mình đực. Nên nay thanh niên không à, nên là chích ngừa cũng nhanh mà mình sẽ cũng đỡ lo lắng. Mấy bác sĩ với mấy cán bộ công an á, rồi mấy chú mấy bác lớn tuổi cũng ra phụ làm bảo vệ á, nên là rất là yên tâm mà làm cũng nhanh ha, mà đâu vô đó ngăn nắp lắm, giãn cách người 2 thước, không có đi
đâu. Dạ. Xa xa, xa xa. Hồi nãy em đeo cái kính bảo hộ á mà em đâu có thấy đường đeo cái kính cái kính độ của em đâu. Đeo hai khẩu trang nóng muốn chết. Hồi nãy chị mang hai khẩu trang vô cái đo 38 độ mấy. Trời nóng rồi đó. Ừ. Tưởng nó chị đi lạc hay sao nó ủa. Đúng rồi, chị vô á thì em đi cất xe. Nên là chị vô chị ngồi được trước ba hàng. Cái thấy chị đi rồi mà tới hồi em đi chích rồi thấy chị còn ở phía sau lưng em. À, đợt này bà con mình được chích ngừa sớm rồi cũng mừng ha. Hy vọng là hiện tại những cái ca COVID được dựng đứng ở tất cả các nơi. Ừ, tại vì khu mình nó đông quá đó chị. Khu mình gần Sài Gòn á. Quá đông luôn. Này mình kho cạn nước hay là để nước chị? Có nước xem kho, mình kho hơi còn nước. Còn nước thôi. Không có kho. Cá này không có kho tiêu, cá này kho hơi nước nước. Vậy là Sơn Hà bữa nay không có cho bú nữa phải không? Giờ bú sữa bình nữa không chịu. Mấy ngày nay em tập mà đã đời luôn. Lại này nó quậy vậy sao? Nít nó bú sữa mẹ nó không có mập, nó rơi rồi à, nhưng mà nó rất là khỏe. Nhưng mà nay Sơn Hà cũng được 10 tháng rồi. À, vậy cũng là mừng rồi ha. Chứ sợ còn nhỏ mà bỏ tội nghiệp. Ui da. Nước sôi văng. Ngồi đây quay phim mà bị văng nước à. Hôm qua anh Bảo về cho trái cây nhiều á chị? Thì anh Bảo làm bên chương trình từ thiện á, rồi đem về cho bà con nhiều á, rồi ghé cho mình phần. Tại vì thanh long ở bên Tiền Giang bà con bán không được á, không biết mua hay là người ta tặng. Đem về tặng cho mấy khu vực. Hôm nay cái hội những người con Cù Lao Long Hụ của bên em á, cũng giúp bà con được nhiều, nhưng mà đợt này căng quá nên là anh Bảo gửi tiền cho bên mấy anh công an, mấy anh bên trưởng ấp á, phụ. Nực quá ha. Bởi vậy anh thích ra ngoài nấu ăn. Trong đây. Bởi vậy chị em suốt ngày trong bếp cực ha. Hồi xưa mà chụm rơm nắm đen nắm đỏ là hả chị? Tội nghiệp quá chừng. Đó lúc chị con nhỏ mà chị còn cứ chụm rơm. Sau cái không có chụm rơm nữa, cái chụm trấu. Tới là trấu là sang lắm rồi. Chụm trấu rồi chụm củi. Đi 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 chợ gạo bắt đầu cái vô phải hứng trấu. Dẫn theo mấy đứa nhỏ. Mẹ chị cần nhớ đi chà lúa không? À, mẹ vô chà lúa thì mẹ canh gạo với tắm. À, em á thì canh cám. À, chị Sơn Ca thì canh trấu với anh Bảo. À, rồi cái lúc đó cái mấy xe đạp đẩy về lần lần. Nóng. Với lại mình phải xếp hàng á em. Chứ nhà máy họ đâu có điện thoại rồi gọi mình. Mình vô đó mình bỏ lúa cái mình phải chờ cả ngày luôn á. Mà lúc đó tắm là kiểu cho dịch ăn với bỏ đi không ha. Cái về cái mẹ nấu cái cơm tắm với mỡ hành á, dầu hành á thơm quá trời. Tắm đó là mẹ lựa nó còn ngon. Nhưng mà sau này thì lại các quán cơm tắm mọc lên để bán là đặc sản. Dạ. Cả nhà mình muốn ăn cơm tắm không? Hôm nào để coi có làm cho cả nhà mình xem. Cơm tắm lạp xưởng nè. Cơm tắm thịt nướng. Ồ, thèm thịt nướng quá ta. Nhà mình còn thịt không? Bữa nào mình nướng thịt ăn. Ra ngoài mình bắt cái bếp ha, mình nướng ngồi ăn. Hôm nay đâu có được đi quán, đi tiệm đâu cả tháng rồi. Lâu lắm rồi, không được con sò, con ốc vậy. Nói chuyện ra thèm, chuyện ra thích món này. À, chuẩn bị cơm ha, nóng hổi luôn cả nhà ha. Giờ xíu cho nó canh bí nè. Canh này rất là tốt cho trí não nè ha. Tốt cho trẻ nhỏ nè. Rồi cá kho cũng gần xong. Hôm nay Sơn Hà bỏ bú, thôi bú là bà nội cực rồi. Bà nội cho ngủ phụ. Để đeo em á, bà ngủ. Tân em nhỏ.
Rồi hay, hôm nay Hoàng Sơn sẽ dừng video ở đây ha. Hôm nay thì cả nhà mình được đi chích ngừa và cả bà con hàng xóm nữa, nên là cái khu vực Cần Đước, Cần Giuộc, Sài Gòn cũng đang trong quá trình chích ngừa cho đến hết tháng 8 rồi nhà ha. Mỗi người sẽ được tiêm một mũi đầu tiên, tại vì được ưu tiên ở cái vùng đông dân cư với khu vực đỏ đó, khu vực rất là nhiều ca Covid và bị lây lan nhiều. Nên là hiện tại thì em thấy trên báo chí đưa tin đó là cái tốc độ lây nhiễm bây giờ nó đi ngang rồi và có xu hướng giảm rồi. Hy vọng bà con mình sớm qua trận đại dịch này ha. Rồi, chúc bà con mình sức khỏe ha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt. Rồi, mời cả nhà ăn cơm với bữa cơm cá kho của chị Sang Kha.